Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Mao An. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Windows 11 trên những chiếc máy tính MacBook chạy vi xử lý M1 của chúng ta. Và mình sẽ hướng dẫn rất là nhanh thôi. Các bạn hãy cùng mình xem trong video này làm thế nào để cài được Windows 11 trên chiếc MacBook này nhé. Intro. Mac One số 1 về Mac. Để có thể cài đặt Windows 11 trên chiếc MacBook M1 của chúng ta thì mình sẽ sử dụng phần mềm Parallel Desktop. Đây là một phần mềm trả phí nhưng mà chúng ta sẽ có 14 ngày dùng thử và mình sẽ chia sẻ một số cách để kéo dài cái hạn dùng thử này hơn. Và đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải tải phần mềm này về. Thì link tải phần mềm mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Và đây là giao diện của cái trang web mà mình sẽ gửi cho các bạn. Các bạn chỉ được ấn vào phần Download Parallel Desktop thôi. Và khi tải về xong thì chúng ta hãy vào phần tải về của chúng ta và các bạn mở cái file install parallel desktop.dmg lên. Các bạn mở lên thì chúng ta sẽ có một giao diện như này và các bạn chỉ cần ấn install parallel desktop thôi. Sau khi quá trình tải về hoàn tất thành công thì các bạn sẽ cần nhập mật khẩu của máy của chúng ta vào. Máy của chúng ta sẽ trong quá trình cài đặt parallel desktop, các bạn chỉ cần phải đợi thôi. Sau khi bạn đã cài đặt xong thì đây là giao diện bước đầu tiên của phần mềm. Thì các bạn hãy ấn giúp mình cái phần install window ở đây để chúng ta có thể cài được Win 11. Bước này các bạn chỉ việc đợi cho đến khi nào mà máy của chúng ta tải xong thôi. Ok, vậy là sau khi quá trình chúng ta tải hoàn tất xong thì máy sẽ tự động nhảy sang lô phần cài đặt Windows của chúng ta. Đến bước này thì các bạn cũng chỉ việc phải đợi mà thôi. Trong quá trình cài đặt máy của chúng ta thì mình sẽ nói qua một số cái phần mềm để có thể hỗ trợ các bạn kéo dài thời gian dùng thử của chúng ta. Mình có tìm được một phần mềm tên là PD Runner. Mình cũng sẽ để link tải phần mềm này ở dưới phần mô tả của video. Và đây là trang chủ của PD Runner. Thì phần mềm này là một phần mềm mà sẽ được chia sẻ trên một trang gọi là GitHub. Trang web này thì chia sẻ những phần mềm mã nguồn mở. Và để tải về thì các bạn nhìn sang phần release ở bên này. Và chúng ta đang có phiên bản version là 0.3.1. Các bạn ấn vào giúp mình. Nếu mà sau này có version mới hơn thì các bạn cũng có thể tải version mới hơn về. Chúng ta có thể hỗ trợ tốt hơn chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn chỉ cần ấn vào cái phần tên version đấy. Các bạn kéo xuống dưới giúp mình và chúng ta hãy ấn vào cái phần ở trong phần asset nhé. Các bạn hãy ấn vào PD Runner 0.3.1 Universal 2 đây. Chúng ta tải về, ấn vào tải về thì mình cũng đã tải về sẵn ở đây rồi. Đó. File của mình đây thì vì là file zip các bạn ấn hai lần vào để chúng ta giải nén ra. Và chúng ta hãy khởi chạy phần mềm PD Runner này. Các bạn hãy kéo phần PD Runner này vào trong phần ứng dụng. Chúng ta có thể chạy được. Đây, mình sẽ khởi động luôn phần PD Runner này. Bước này thì các bạn nhập mật khẩu của máy các bạn vào. Ok, vậy là chúng ta đã có ngay ở trên này là phần mềm PD Runner rồi. Thì cái việc đầu tiên các bạn cần ấn đó là Block Trial giúp mình. Ok, giờ chúng ta quay trở lại với phần Ở đây thì phần mềm đang yêu cầu là chúng ta cấp quyền cho phần mềm PD Runner thì các bạn cứ cấp quyền bình thường thôi. Chúng ta sẽ vào phần bảo mật và quyền riêng tư, mở khóa và chúng ta bấm tích vào phần mềm. Sau đó chúng ta sẽ quay trở về Windows 11 của chúng ta. Và bước tiếp theo các bạn cần làm đó là chúng ta sẽ cần tạo một cái user mới hoàn toàn, chưa từng đăng nhập Parallel Account bao giờ để chúng ta có thể active được cái trial của các bạn. Thì lúc này các bạn phần email thì các bạn cứ điền email của các bạn thôi. Mình sẽ điền tận đại là một cái gì đó @gmail.com đi. Và tên của mình thì cũng sẽ để như vậy. Khi các bạn tạo tài khoản xong thì các bạn hãy ấn vào nút dùng thử trong 14 ngày ở dưới này. Và như vậy thì các bạn đang trong quá trình dùng thử của máy rồi thì các bạn hãy ấn Continue Trial. Như vậy các bạn có thể hoàn toàn sử dụng Windows 11 một cách rất là bình thường rồi. Thì chúng ta nên nhớ rằng khi mà chạy PD Runner thì các bạn hãy ấn vào cái phần Block Trial Alert. Và để đảm bảo nhất thì các bạn tích luôn cho mình vào phần Launch at Login. Tức là khi mỗi lần các bạn tắt máy đi và bật máy lại thì phần mềm này sẽ luôn bật. Để khi chúng ta vào Parallel thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cái thông báo phiền phức phải mua cái ứng dụng Parallel này. Và mong rằng các bạn có thể thành công trong việc cài Windows 11 trên chiếc MacBook của chúng ta. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Mac One. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để có thể nhận những thông tin mới nhất khi chúng mình ra video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.